Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung của bài học học phổ thông số cơ bản chiến để áp dụng vào công việc, cùng tìm hiểu và làm quen với một số thao tác cơ bản trên ứng dụng Photoshop. Chúng ta bắt đầu vào bài học. Thì để tiếp tục bài học ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục làm quen thực hành một thao tác cơ bản nhất và trên một cái bài poster do chúng ta sẽ bắt đầu. Ok. Thì là ở đây chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy là cái file này xong rồi nhé. Chúng ta sẽ còn một số cái kết quả này chúng ta sẽ nhỏ là một chút. Ok, để nó bằng nhau. Ok, để ta căn cho hết này. Rồi, cái gói quà màu đỏ này liệu có tách được không? À, có đấy. Ok, ở đây nó sẽ Ctrl Z, là Ctrl E. Xong rồi, đây, Ctrl Z và Ctrl E. Ok, ở đây là Ctrl C. Ở đây nhé, nhìn, ở đây mình sẽ tạo cho một cái gói quà ở bên trên này. Rồi, ta đưa lên trên này nhé. Oh, sorry. Như vậy là ta bị thiếu đúng không? Còn cả cái vân tay này. Nên là quà, cái lơ này nữa này. Ok, thế như vậy là ba cả Ctrl C, Ctrl E. Rồi, đây là Ctrl C. Rồi, ta sẽ cho nằm dưới cái phần này. Cái này trên. Ok, đây này. Rồi, ở đây ta xóa cái này đi nhé. Thì ta có cái này rồi. Rồi, nằm trên á. Ok, trên đây này. Rồi, ok, xem. Rồi, dưới này một chút. Ok, chị. Rồi, cái phần ngôi sao trước tiên này nó sẽ Ctrl đây. Rồi, ta Ctrl V sang đây đặt nhé. Lấy một cái ô ngôi quà này nhé. Đây này. Rồi, phóng to lên này. Thì ở đây là có hai ngôi quà này. Okay. Rồi, ngôi sao này ta sẽ có 5 ngôi sao. Ctrl S. Ctrl S nhé. Rồi, ta sẽ thấy này. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Okay. Rồi. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. 4 màu màu vàng, đúng không? Ok. Rồi. Tiếp theo đến cái khăn này nhé. Xem này. Cái khăn. Ok. Ở đây ta sẽ cái khác rồi. Rồi, hai cái này là Ctrl Z và Ctrl E. Ok, ta đốt đuôi cây nó sang bên một cái layer mới. Rồi, và ta xóa cái này đi. Rồi, ta sẽ làm gì nữa? Rồi, ăn nhé. Rồi ta Ctrl C, Ctrl V. Về ở đây sẽ cho nằm xuống dưới cái này.
Rồi, tôi xóa hàng này đi nhé. Bỏ đi thôi. Nhớ một cái. Rồi, ta căn trôn về vào đây. Đây ta sửa hình số 1 này. Ta sửa hình số 1 nhé, ok. Rồi. Ta sửa hình số 1 như thế này, ok. Ta có một cái khăn này nhé. Ở đây ta có thể phóng to một chút cho nó dễ nhìn này. Rồi. Rồi. Ok, cái khăn này ta sẽ tắt nó đi này. Rồi, phần tiếp theo của chúng ta, ta sẽ vào nó lại này. Để vào file lại nha. Ok. Rồi. Cái mũ cũng được nhỉ. Ở đây mình lại bỏ cái mũ đi nào. Nó vẫn còn đấy. Lấy đút níu cây nó sang bên này. À cái mũ. Cái mũ, oh, ok. Rồi. Chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây nhé. Ở bài sau chúng ta tiếp tục thực hành trên file này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.